Ngày 2 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Mai Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã năm 2023. Cuộc diễn tập được tổ chức theo 3 cụm xã Phiên Pàn, Còn Nòi, Chiềng Lương, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ trong quá trình diễn tập, các lực lượng đã có sự hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt nguyên tắc trong điều hành, xử lý các tình huống, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành quy định trong diễn tập, đảm bảo nhanh, gọn, sát thực tế chiến đấu, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt từ đó làm cơ sở vận dụng có hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang và toàn dân trong việc chủ động phòng ngừa làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược bảo vệ vững chắc địa bàn